Mẹ luôn là cuộc sống của con. Con xa ba mẹ đã 5 ngày. Con hiểu nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Những điều mà trước đây khi con ở nhà, con nghĩ nó là điều hiển nhiên xảy ra. Thì bây giờ đối với con, nó quan trọng và đặc biệt như thường nào. 5 ngày qua, con không được mẹ gọi dậy mỗi sáng. 5 ngày qua, con không được ba nhắc nhở lịch trình của mỗi ngày. Nhưng 5 ngày qua, chúng con cùng với thầy, cùng các anh chị đã gắn kết và yêu thương với nhau. Để vượt qua đó, chúng con hiểu hơn về tình cảm của chúng con dành cho ba mẹ. Và ngay bây giờ, xin mời chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Mẹ Yêu Ơi với phần thể hiện của các trại sinh trại hè Hàn Lâm Tử Tâm. Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành con.
thầy bà. Lần này các con có muốn nói gì với ba mẹ của mình không nào?